số 4. Xin có tên gì? Hà Nội mùa này. Cảm ơn. Không ấy mình nhường cho người khác đi. Mình nghe lẹ quá. Rồi bây giờ em ở trên em bị lóa mắt quá, em bị giỡn cái là em đeo kiến. Thì bây giờ em xin phép dành cho khu vực bên dưới hay khu vực nhà lá trước khi nhà lầu tới. Rồi xin mời chị. Tên Phạm Mỹ Duyên, phòng khách hàng cá nhân 1. Bài hát gì gọi là bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa đúng không quý vị? Đúng không? Chính xác, ban tổ chức kiểm tra xin được chúc mừng chị Duyên, vỗ tay. Rồi xin mời chị Duyên tiến về sân khấu. Đó, lên đây. Chị Duyên của phòng khách hàng cá nhân 1. Quá trời hôm nay Phát phải dành một cái lời khen cho chị là chị có một bộ cánh rất là đẹp. Dạ chị em mình giống như là bộ bài vậy đó, chị là trắng em đã đi. Người đẹp tứ quý đúng không? Là chặt heo đúng không? Chặt một cặp luôn à? Ok, xin cảm ơn. Dạ sau đây là câu hỏi phụ dành cho chị Duyên ha, cũng giống như luật chơi từ nãy giờ. Em sẽ được đọc không? Câu hỏi phụ là trong bài hát Trời có nắng hay không? Yes or no? Không. Trời không nắng. Theo ý chị là trời không nắng đúng không? Xin mời đáp án. Nếu sai xin mời chị về dưới hoan hỷ ha. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng. Phố vắng. Sao quý vị? Nghiêng cành cây khô. Quan cốc liêu xiêu một câu. Là sao? Là sao? Là sao? Chị cần nghe lại không? Câu hỏi của em là sao? Trong bài hát Trời có nắng hay không? Thì chị vừa trả lời không có nắng. Và Hà Nội mùa này trời không buông nắng là không có nắng đúng chưa? Mà sao ở dưới còn cười người ta? Thế chưa? Vậy tặng quà được chưa? Được, vỗ tay. Cảm ơn chị rất nhiều. Đó, thấy chưa? Kẻ tiếp.